Thì cũng có một số sinh viên cũng như là những người làm việc trong nhiều cái tổ chức có hỏi Đại Đức Hạnh Phúc thế này. Thì thưa Đại Đức Hạnh Phúc thì tất cả các bằng cấp á, thì tất cả các tiệm Photoshop và tất cả các những cái tiệm photo ở trong các cái tiệm mà họ in ấn hoặc là photo công chứng hoặc là photo y như bản chính có được hay không, có vi phạm pháp luật hay không, và những người có làm được cái những cái bằng cấp và mộc dấu và chữ ký y như thật được hay không. Mong rằng Đại Đức Phúc giải thích cho tụi con được hiểu. Thì hôm nay Đại Đức Phúc giải thích cho chúng ta được hiểu thì tất cả các phòng công chứng cũng không làm ra được bằng, và tất cả các cái tiệm photo, Photoshop cho đến những người thiết kế các cái về về các cái giấy tờ về hành chính thì họ cũng không thể nào mà nhái được, mà cũng không được thiết kế được đâu. Thì những thiết kế chỉ có là những người trong nội bộ hoặc những người đó phải là am hiểu về về bộ, làm trong bộ hay trong trường học hay là các cái cơ sở là phải chuyên ngành. Thì tất cả các cái bằng cấp thì ra ngoài Ken thì được, photo đen thì được, còn tất cả các bằng cấp mà có mộc đỏ nè, có chữ ký nè, các cái trường đại học thì khi mà họ Ken thì được, nhưng mà khi họ in màu ra là không được. Tất cả các bằng cấp đi cả nước, cả thế giới không có bằng cấp nào họ có cái mộc đỏ hoặc có cái chữ ký hoặc có cái họ có thể là in màu đó y như cái bằng đó được. Họ chỉ có photo, ví dụ như photo trắng đen là photo đó để cho mình ra các cái cơ quan nhà nước đi công chứng và thị thực thôi. Thì tất cả các cái chữ ký á, chỉ người ta thường thường chữ ký sống chứ cái chữ chữ ký mà nhái hay chữ ký mà photo đen là cũng không được. Thôi tất cả các thủ tục về bằng cấp á, thì chúng tất cả các tiệm photo thì họ không bao giờ dám in màu cho mình đâu, họ in đen thôi. Thì tất cả các tiệm photo thì được quy định của nhà nước và được sự kiểm tra của các cái ban ngành cấp cấp quận, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương. Thì tất cả các tiệm photo khi mà in ấn phải có giấy phép xuất bản nè, và in màu thì phải có là tiệm photo đó phải xin giấy phép là được in màu. Còn các cái tiệm mà photo trắng đen, photo giấy tờ thì chỉ có trắng đen chứ không được in màu. In màu phải được thẩm quyền của nhà nước mà phải được xác minh và được được sự cho phép đặc biệt mới được in màu. Mà in màu đó thì chỉ in ví dụ như những cái chữ, những cái logo, những cái gì mà làm bảng hiệu quảng cáo đồ thì được. Hay là những cái chữ màu xanh, màu đỏ hay là những cái nền của cái giấy nào đó, giấy màu đỏ, màu xanh, màu tím, tất cả các màu thì được. Mà riêng các cái giấy tờ mà hành chính nhà nước, các cơ quan nhà nước mà có cái mộc đỏ hay được xác nhận của các bộ giáo dục, các trường học bằng cấp á, thì đi cả nước, ví dụ như Việt Nam, cả nước Việt Nam hay đi cả thế giới, không có bất cứ cơ quan hay kêu tiệm photo nào có thể làm y như cái bản chính của mình được. Mà khi mà các bằng cấp, các cái giấy tờ mà có cái mộc đỏ của cơ quan nhà nước thì không có tiệm photo nào dám in y như cái giấy của mình đang cầm đi là y như bản chính đó được, mà chỉ photo đen thôi, nên chúng ta yên tâm. Và tất cả các tiệm photo thì không bao giờ chỗ nào họ dám in bằng ra được, mà họ dám nhái được cái bằng cái chữ mộc dấu các cái bằng cấp được. Thì nên là các cái cơ quan, các cái bộ công an hay là các cái những cái người dân mà ra các tiệm để y tôi muốn ken ra rồi in màu rồi y chang như cái bằng cấp hay là y chang cái những giấy tờ công chứng của nhà nước thì hoàn toàn chăm chăm không có tiệm photo nào hay các cái tổ chức nào mà dám in màu hoặc là y như bản chính đó dám in được. Họ sẽ từ chối ngay và không không bao giờ làm được cái bằng cấp đó, nên là tất cả các bằng 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 giả bằng thật không có dễ gì làm được.
và có bằng 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 thật hay bằng giả nộp cho các cơ quan thì đầy đủ phúc việc hết rồi. Khi chúng ta làm cơ quan nào, cơ quan đó họ điều tra, chứ còn các cái công an cấp quận cấp huyện thì đâu có liên quan gì mà điều tra cái bằng cấp. Bằng cấp trừ khi chúng ta làm cơ quan nào, cơ quan đó người ta yêu cầu và đi xác thực thì đi xác thực. Còn cái bằng cấp hai này kia thì là cái phương tiện để mà cho công dân đi làm thôi. Thì khi đi làm được được việc thì ta mướn, không được việc thì người ta trả hồ sơ hoặc sẽ hợp hợp tác lao động. Nếu mình thử việc làm được thì người ta sẽ hợp tác lao động cho mình làm việc. Còn nếu mình làm không được, người ta trả hồ sơ và bằng cấp gì, photo công chứng gì, người ta trả hồ sơ mình hết. Và có các cái hồ sơ thì công chứng chỉ được 6 tháng, mà chúng ta làm việc 6 tháng rồi thì cái hồ sơ đó lấy lại cũng đâu có đem đem về sử dụng được, cũng như cái tờ giấy bỏ sọt rác dục thôi, chứ không thể nào sử dụng được đâu.